sẽ thực hiện chương trình bốc thăm trúng thưởng lần thứ 15 nha. Cái chương trình này thì có hai top rồi, và một top là đã sưu tập được phiếu, một top là chọn số từ 1 đến 99. Thì phiếu đây chị đã cắt ra. Đây là số phiếu của một bạn. Tức là mỗi bạn sưu tập được một phiếu. Đây là tên của mỗi một bạn nè. Mỗi một thành viên đó. Đây là số của bạn là sưu tập được một phiếu. Trong cái top mà sưu tập được phiếu thì là có 494 phiếu nè. Trong đó thì có rất là nhiều, cũng có nhiều bạn sưu tập được rất là nhiều phiếu. Ví dụ như bạn Ngô Gia Vĩ nè. Bạn Ngô Gia Vĩ là được 40 phiếu. Bạn Kamiki Vinh Sekai, bạn này được 29 phiếu. Bạn Bio Galaxy 19 phiếu. Ba bạn này là vẫn là đầu top á. Còn và cũng còn rất là nhiều bạn, ví dụ như bạn Naruto Uzumaki 3 phiếu. Naruto Uzumaki. Bạn Quốc Nguyễn 13 phiếu. Bạn Akainu Lava 13 phiếu. Lê Pháp 12. TIT Channel 12. Đây, bạn Loan Phan Thanh Kim 11. Đâu nè. Bạn đó là bạn nào đó? Bạn Anh Việt. Mẹ vô da dây lô ra. Bạn Zero 11 phiếu. Và cũng còn rất là nhiều, ví dụ như là Tương Lan Phan Kim 9 phiếu. Rồi, cái này Khoa Vua Channel 9 phiếu. Khoa Vua Channel. Hồng Phan Channel 8 phiếu. Gà Gemi Khoa Nguyễn 8. Thơ Nguyễn hả? Khoa Nguyễn. Khoa Nguyễn. Ly Mai 7. Trương Thịnh Nobita cho em 7. Trương Thịnh. Nguyễn Mạnh Gia Huy. Nguyễn Mạnh Gia Huy thì 2. Nguyễn Phong 2. Superman Toy 2. Tích Nguyên. Đó. Tuy Nam rất là nhiều bạn. Thảo Lan Đặng Sáu. Thì cái danh sách này là thì chị đã công bố trên 3 cái top. Chị đã đưa lên video của 3 top rồi. Thì đây là danh sách mà chị đã liệt kê ra. Và bây giờ là trước tiên là nhiệm vụ của hai bạn này. Thì cắt những cái phiếu này thành từng một phiếu. Sau đó mình sẽ bốc thăm. Rồi. Ý bạn đó ganh tị, tại sao mẹ không cắt? Ví dụ như vậy. Thôi được rồi, mẹ sẽ cắt. Được rồi, bây giờ phát chia ra. Kéo. Bây giờ chị nhiệm vụ là cắt cái đã. Sau đó mình sẽ cái này là chọn số từ 1 đến 99 sau nha. Vậy lâu lắm á. Các bạn đợi xíu nha, bây giờ mình cắt phiếu đây. Every night, every day, I
thực hiện chương trình bốc thăm trúng thưởng lần thứ 15 nha. Cái chương trình này thì có hai top rồi, mà một top là đã sưu tập được phiếu, một top là chọn số từ 1 đến 99. Thì phiếu đây chị đã cắt ra. Đây là số phiếu của một bạn. Tức là mỗi bạn sưu tập được một phiếu. Đây là tên của mỗi một bạn ạ. Mỗi một thành viên đó. Đây là số của bạn là sưu tập được một phiếu. Trong cái top mà sưu tập được phiếu thì là có 494 phiếu nè. Trong đó thì có rất là nhiều cũng có nhiều bạn sưu tập được rất là nhiều phiếu. Ví dụ như bạn Ngô Gia Vĩ nè. Bạn Ngô Gia Vĩ là được 40 phiếu. Bạn Kamiki Vinh Sekai, bạn này được 29 phiếu. Bạn Bio Galaxy 19 phiếu. Ba bạn này là vẫn là đầu top á. Còn cũng còn rất là nhiều bạn, ví dụ như bạn Naruto Uzumaki 3 phiếu. Naruto Uzumaki. Bạn Quốc Nguyễn 13 phiếu. Bạn Akainu Lava 13 phiếu. Lê Pháp 12. TIT Channel 12. Đây bạn Long Phan Thanh Kim 11 đó nè. Bạn đó là bạn nào đó, bạn Anh Việt Mejoja Jaylo Zero 11 phiếu. Và cũng còn rất là nhiều, ví dụ như là Tương Lan Phan Kim 9 phiếu. Cái này Khoa Vua Channel 9 phiếu. Khoa Vua Channel Hồng Phan Channel 8 phiếu. Gà Gemi Kho Nguyễn 8. Thứ Nguyễn hả? Kho Nguyễn. Kho Nguyễn Ly Mai 7. Trương Thịnh Nobita cho em 7. Trương Thịnh Nguyễn Mạnh Gia Huy. Nguyễn Mạnh Gia Huy thì 2. Nguyễn Phong 2. Superman Toy 2. Tích Nguyên đó. Tuy Nam rất là nhiều bạn. Thảo Lan đã Tuy Nam. Thì cái danh sách này là thì chị đã công bố trên 3 cái top. Chị đã đưa lên video của 3 top rồi. Thì đây là danh sách mà chị đã liệt kê ra. Và bây giờ là trước tiên là nhiệm vụ của hai bạn này. Thì cắt những cái phiếu này thành từng một phiếu. Sau đó mình sẽ bốc thăm. Rồi ý bạn đó ganh tị tại sao mẹ không cắt, ví dụ như vậy. Thôi được rồi, mẹ sẽ cắt. Được rồi, bây giờ phát chia ra kéo. Bây giờ chị nhiệm vụ là cắt cái đã, sau đó mình sẽ cái này là chọn số từ 1 đến 99 sau nha. Về lâu lắm nha các bạn, đợi xíu nha, bây giờ mình cắt phiếu đây. Sau khi cắt và xếp ra 494 phiếu đã hoàn tất rồi đây. Ồ, cái này chắc bỏ vô cái hũ này không vừa quá ha. Chắc là sẽ để về trộn lên rồi nhờ bo với bi bóc ha. Rồi bây giờ cứ để đây đi. Có tiếng gì cho nó hơi bung nè mấy đứa. Cái này có bung rồi nha. Phụ cái gì nữa cái bỏ vô đây xong rồi mình sẽ trộn lên đó. Rồi, quá trời phiếu luôn. Mình sẽ trộn lên cho nó đều cái đã. Wow.
giờ đây là số 99 số. 99 số giống như mọi hôm đây. Bây giờ chị cho là bây giờ mỗi đứa rung một phát. Ê, cái này spinner trước đi ha. Ai sẽ rung spinner nào? Rồi, bò đi. Rồi, con rung đi, con cầm rung đi. Rung gì nữa nào? Sẽ tìm ra số 39 và số 7. Comment đầu tiên.
Bạn Tiền Phan này không được nha, bạn Tiền Phan đi kìa, comment rất là nhiều, bạn này đang comment rất là nhiều và comment trả bấm vào trả lời của một bạn khác cho nên là không có được đâu nha, không có hợp lệ đó. To tie around my bed at night, I know I've lost the fight. To erase your face, my mind. Awake, a lie here staring out beyond the sky. Nhưng mà bạn 39, bạn Thăng Trần không hợp lệ rồi nha. Bởi vì bạn Thăng Trần đã nhắn vào trả lời với cái bạn Giao Hảo cho nên là sẽ không hợp lệ nha. Tập tiếp. Số 7, Châu Diễm. Số 7, Châu Diễm. Ồ, bạn Châu Diễm rồi, bạn Châu Diễm. Mua chị đăng ký cơ bản đó đã. Châu Diễm phải rồi. Và là thằng này đúng là đâu mà. Đã tìm ra được bạn số 39 rồi, Trực Lê. Okay, đây là bài
bị trống rồi. Ok, vậy là chụp Lê và Châu Diễm đã trống. Chúc mừng bạn chụp Lê và bạn Châu Diễm nha. Thế là hôm nay chị đã thực hiện xong bốc thăm cho chương trình lần thứ 15 rồi. Thì chị đã tìm ra được 5 bạn đã trúng thưởng của 5 bộ đồ chơi rồi. 5 bạn đó hãy nhanh chân comment cho chị tên, địa chỉ, số điện thoại ở dưới cái video này nha. Để chị sẽ nhanh chân gửi quà cho các em nha. Nếu thích các em hãy cho chị một like, đồng thời đăng ký kênh và share video này nha. Cảm ơn các em rất là nhiều. Và chương trình lần thứ 16 cũng sẽ sắp bắt đầu nha. Chương trình lần thứ 16 thì cũng sẽ giống như tương tự như vậy. Và bây giờ chị cũng nói luôn là lần thứ 16 vẫn sẽ có tiếp tục là sưu tập phiếu luôn. Thay vì chương trình lần thứ 15 mấy bạn sưu tập phiếu thì chị chỉ chọn trong vòng top 10. Thì bây giờ trong chương trình lần thứ 16 chị sẽ mở rộng hơn. Và mở rộng hơn như thế nào thì chị sẽ thông báo sau nha. Các em hãy cứ comment để sưu tập phiếu nha. Cảm ơn các